anh Vũ, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào Ngọc Hương, chào quý vị và các bạn. Đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hôm nay, Vũ xin giới thiệu một món ăn đảm bảo tiêu chí lạ mà ngon, dễ làm nhưng mà vẫn đẹp mắt. Món ăn có tên là thịt cuốn rau củ. Thịt cuốn rau củ, có phải là thịt mình luộc lên, xong rồi mình cuốn với rau củ chấm nước mắm chua ngọt không anh? Đương nhiên là không đúng rồi Ngọc Hương ơi. Món ăn của anh ngày hôm nay là chiên chứ không phải luộc. Chiên hả? Tức là mình thay thế cái phương pháp chế biến bình thường bằng cái phương pháp mới là chiên đúng không? Đúng vậy. Chúng ta còn chần chừ gì nữa, hãy cùng nhau vào bếp thực hiện món thịt cuốn rau củ. Nguyên liệu để làm món này chúng ta cần có thịt nạc lưng 200g, ớt sừng, hành lá, lá tía tô, cà rốt, nấm kim châm, tỏi băm, ớt băm, trứng gà, bột xù, bột mì, tiêu, hạt nêm Aji ngon, sốt mayonnaise Lisa và sốt tương Lisa. Bây giờ anh sẽ cắt lá cái thịt nạc lưng này. Ô mà hồi nãy em rò vô em thấy nó còn cứng cứng đó nha. À, anh quên rải đông đó mà. Anh Vũ lại chọc Ngọc Hương nữa. Chúng ta bỏ thịt vào ngăn đá, vì như vậy thì khi sắc lát mỏng thì sẽ rất là dễ dàng đúng không nè? Đúng vậy em à, cũng với cái phương pháp này thì em có thể ứng dụng khi chúng ta muốn cắt những cái lát mỏng đối với thịt bò hay những loại thịt khác cũng được. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cho thịt thăn heo vào trong ngăn đá để khoảng 30 phút, sau đó lấy ra thì rất dễ dàng để cắt mỏng. Thịt heo sau khi cắt xong anh sẽ đập mỏng ha. À, như vậy. Chúng ta đập nhẹ tay thôi ha. Đừng đập mạnh quá thì sẽ bị rách miếng thịt. Thịt sau khi đập mỏng xong anh sẽ ướp với lại một chút hạt nêm Aji ngon và một chút tiêu. Ủa mình ướp trực tiếp như vậy luôn ha? Anh sẽ rắc về cho nó đều ha. Mình ướp thoa đều. Đúng rồi, mình thoa cho đều miếng thịt như vậy. Rồi anh sẽ để đây. Rồi cà rốt chúng ta cắt thành những cái sợi dài khoảng 5cm. Ớt anh cũng cắt ngắn khoảng 5cm như vậy. Lá anh cũng cắt ngắn ha. 5cm như vậy. Còn nấm kim châm anh cũng cắt bỏ gốc. Và anh sẽ tách ra những cái sợi tơi rồi như vậy để lát chúng ta dễ cuốn. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cuốn thịt. Rất là đơn giản ha. Em để thịt lên đây. Anh cho vào đây khoảng 3 lá tía tô. Anh cho vào đây chút xíu ớt. Ai muốn ăn cay thì cho nhiều hơn. Chút xíu hành lá. Khoảng chừng 2 cọng cà rốt thôi. Rồi. Nấm kim châm. Cũng cho vào. Mình để một góc như vậy nha Ngọc Hương. Bây giờ chúng ta sẽ cuốn lại. Rồi mình cuốn chặt ra như vậy. Đó. Xong. Rồi một cuốn. Rồi bây giờ anh sẽ đập trứng gà ha. Rồi đánh tan lên. Trước khi chúng ta tẩm bột những cái cuốn thịt này thì anh sẽ bắt anh em một chảo dầu để khi dầu vừa nóng thì chúng ta chỉ vừa tẩm bột mà cắt cuốn thịt xong ha. Em mở lửa lên. Em dặn lửa lên làm anh ha. Rồi bây giờ anh sẽ nhúng lần lượt qua bột mì nè. Ha, nhúng xung quanh hai đầu nha Ngọc Hương. Rồi xong. Và anh nhúng qua trứng gà để đánh. Và anh lăn qua bột chuồng như vậy. Rồi bây giờ tất cả các cuốn thịt chúng ta đã cuộn xong. Và các bạn thân mến, để cho thịt không bị bung ra khi chúng ta chiên thì sau khi chúng ta cuốn xong chúng ta có thể để vô tủ lạnh khoảng 1 giờ cho thịt xe lại tất cả các bột mì với trứng được hòa quyện đều nhau thì sẽ tạo một sự kết dính rất là chắc cho cái cuộn thịt của mình. Nhớ như vậy nha. Dầu đã nóng ha, thì anh sẽ cho từng cuộn thịt vào chiên. Trong khi chờ Ngọc Hương chiên những cái cuộn thịt heo thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn pha chế món sốt cực kỳ đơn giản để chấm với lại cuốn thịt này. Trước tiên chúng ta cần 2 muỗng sốt mayonnaise Lisa và 1 muỗng canh sốt tương đậu nành Lisa. Chúng ta cho đây khoảng 1 muỗng cà phê tỏi băm và khoảng nửa muỗng cà phê ớt băm. Xong rồi em, rất đơn giản. Anh Vũ ơi, cuốn thịt của mình vàng vậy là được chưa anh? Rồi vàng rồi em ơi, em bớt ra làm anh. Anh cho một cuộn lên đây trước. Một cuộn anh gác xéo lên đây để tự nhiên thôi, còn một cuộn thì anh cắt ra. Và anh cho một cọng ngòi lên trên đỉnh như vậy. Thế là xong ha. Rồi đây anh đã chuẩn bị sẵn một miếng và có sốt luôn.
Mời em thử. Cảm ơn anh chủ nha, công nhận là anh chu đáo thiệt á. Có cả sốt để em có thể cảm nhận và chia sẻ với quý vị khán giả. Cắn vào một miếng á, giòn rụm bên ngoài nhưng mà bên trong nè, thịt chín mềm. Các loại rau củ cũng chín nhưng mà vẫn còn giòn. Đặc biệt là sốt tương đậu nành Lisa kết hợp với sốt mayonnaise Lisa, tuyệt vời luôn. Quý vị khán giả ơi, chúng ta hãy cùng nhanh vào bếp để thực hiện món thịt cuốn rau củ. Mời những người thân yêu của mình thưởng thức. Chúc quý vị sẽ thành công và ngon miệng. Hãy gửi thư về cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi ở trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Còn bây giờ thì Ngọc Hương và anh Vũ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.